together the day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. We're waiting for you, my love. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là đây là mẫu xe XL7 Suzuki. Thì mẫu xe này là mẫu xe nhập nguyên chiếc từ Indo về. Đây là dòng 7 chỗ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem cái mẫu xe này. Trước tiên là cái dàn đèn. Thì phần đèn là đèn full LED. Đèn có 4 khoang là có code pha LED. Thì đều là đèn LED sáng trắng. Thì hiện đại nhất của dòng Suzuki. Thì phần đầu thì nó sẽ trường và dài, nhìn rất thể thao. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là đây là phần đèn gầm, thì nó sẽ là đèn halogen. Với hệ thống chiếu sáng này của XL7 thì đây là hệ thống chiếu sáng bằng hệ thống LED, được chia khoang ra từng 4 khoang, bao gồm là code pha LED và đèn định vị. Thì hệ thống sáng này có thể chiếu sáng thông minh, có thể chiếu lên và chiếu thấp xuống. Thì khi mình đi đường xa hoặc đường cao tốc thì mình có thể điều chỉnh hướng sáng xa. Còn khi mình đi trong nội thành thì mình có thể điều chỉnh cái hướng sáng nó thấp xuống. Thì nó sẽ rất là phù hợp khi mà mình đi đường. Thì hệ thống chiếu sáng này thì nó sẽ hiện đại hơn so với các cùng phân khúc khác, là nó đặt nằm ở vị trí ở trên cao so với đối thủ Defender, thì cái vị trí nằm ở dưới thấp. Thì nó sẽ còn bắt lại là nó sẽ khi nằm ở dưới thấp á, thì hệ chiếu sáng gặp đường mưa thì nó sẽ bị khuất tầm nhìn. XL7 trang bị động cơ 15B, động cơ xăng với tỷ số nén là 10,5, công suất tối đa là 103 ở 6.000 vòng trên phút, mô men xoắn tối đa là 138 trên 4.400 vòng, hệ thống phun nhiên liệu là phun xăng đa điểm với kiểu hộp số 4 cấp, số tự động 4 cấp, thì xe có công suất tối đa là 105 mã lực. Khoang động cơ được đặt rất rộng rãi, thoáng mát và sẽ tản nhiệt tốt khi di chuyển đường xa. Với hệ thống hút không khí của dàn hệ thống xăng thì xe sẽ được đặt cao và xe sẽ có thể hạ đi đường nước, đường ngập nước dễ dàng hơn. Xe được trang bị dàn bánh rất là dày, sẽ dễ dàng khi chúng ta đi qua các đường xấu và rất êm ái khi đi trong nội thành phố. Thì xe được trang bị với thông số lớp là 190/60R16. Thì mâm được trang bị là 16 inch, sẽ cao hơn, nhìn xe sẽ thể thao hơn và khoảng sáng gầm cao hơn là 200mm. Thì xe được trang bị vỏ dày, đi đường rất êm ái
và cao thì mình có thể đi trong Hồ Chí Minh rất là thuận lợi. Nhìn thân xe rất dài và trường ra phía sau thì nhìn xe rất thể thao, được trang bị các gân dập nổi, nhìn xe rất cứng cáp. Phanh bánh được trang bị mâm 16 inch cho nên kích thước khoảng sáng gầm sẽ được tăng lên là 200mm, thì chúng ta rất là có thể phù hợp đi các đường ngập nước, hoặc là chúng ta có thể đi trong nội thành khi trời mưa, đường ngập nước rất là dễ dàng. Đây là phần ốp mạ bạc sáng bóng của phần thân xe. Thì thân xe thì được trang bị thanh giá nóc rất là tiện lợi, khi chúng ta có thể gá đồ thêm trên nóc khi đi xa và chở đồ nhiều. Tổng thể xe thì chúng ta nhìn xe, thân xe rất là dài, nhìn xe trường ra và độ xe nhìn rất cứng cáp. Đây là khoang lái của XL7, nhìn rất bắt mắt và hiện đại, với thanh ngang mạ giả carbon rất là thể thao. Xe được trang bị vô lăng ba chấu, giác cạnh rất đẹp và mặt đồng hồ hiển thị rất là rõ nét. Với hệ thống khởi động xe startup rất hiện đại của XL7. Xe được trang bị màn hình 10 inch, có thể kết hợp với Apple CarPlay và Android Auto, thì có thể rất là tiện lợi, và màn hình này lớn nhất trong phân khúc. XL7 còn trang bị thêm điều hòa tự động với hai dàn lạnh độc lập. Nhìn khoang lái rất là thể thao và bắt mắt. Đây là phần đuôi xe của XL7, thì thiết kế rất là đẹp với đèn LED dài chữ L dọc, và phía sau thì đã được trang bị camera gear và cảm biến gear theo xe. Nhìn phần đuôi của XL7 thì chúng ta thấy nó rất là thể thao và cao cấp.